Em ví dụ những cái tạp chí mà soàn soàn nó sẽ trả lời em chậm khoảng 1 tuần 2 tuần, ví dụ em gửi cho Liên lên journal thôi, em gửi tin buổi sáng là toang, buổi chiều là nó trả lời luôn nè, thằng editor nó lướt qua thôi, lướt qua cái bài báo của em quyết định là thôi tao không cần mời reviewer luôn hiểu không, là không cần người review để quyết định luôn, tao quyết định reject thẳng luôn khỏi tốn thời gian, nên là nó rất nhanh, gọi là ngoài dòng giữ xe luôn á, mới chạy tới cổng chưa được vô cổng nữa đó à, còn giữ xe là còn qua được ông giữ xe, ông đưa cho tờ giấy kiểu vậy đó. Với lại slowing career progress tức là cái progress trong cái nghề nghiệp của tụi em á, anh nói thí dụ như tụi em không có sau này tụi học PhD thì sẽ biết 4 years for a PhD degree and you need to publish at least 2 papers, it takes 1 year to collect the paper, it takes 1 more year to analyze the data to write a paper, and you have only 2 final years to publish 2 papers. It means 1 paper for 1 year. It should be in a rush, the time pressure. Tức là ví dụ em học PhD khoảng 4 năm thì em lay quay hồ ơi với dầu, năm đầu là thấy cũng xong rồi, là em thu thập dữ liệu. Năm 2 em thu thập dữ liệu, em phân tích số liệu là thấy hồ ơi với dầu là hết năm 2 rồi. Em còn có 2 năm cuối để publish 2 bài báo mà trên tạp chí quốc tế. Đang nói em đang nói PhD nước ngoài nha, còn Việt Nam thì không biết đó, thì 2 bài báo quốc tế mình publish trong vòng 2 năm, nghĩa là mỗi bài 1 năm, mà cái quá trình bình duyệt của nó tốn từ 6 đến 8 tháng. Ví dụ em submit vô cái tạp chí này, nó quậy em đã đợi 6 đến 8 tháng, em trần IP khổ với nó luôn, cuối cùng nó reject em, để em mất bà nó 1 năm rồi, đúng không? Đúng chưa? Nó đâu có cần biết em là ai, em có học PhD hay không, cũng không có biết cái timetable của em nó ra sao, nó chỉ làm việc đúng nguyên tắc vậy thôi. Với lại đợt hai mình đừng có ảo tưởng vậy nè, nó quậy mình càng nhiều thì nó sẽ cho mình đăng nha, không có đâu, quậy là quậy nhưng mà đăng là chuyện khác, quậy cho đã mà cuối cùng thấy không êm mình thôi vẫn reject bình thường ha. Thank you very much. Đó. Lúc nào cũng bài báo của bạn đã vượt quá sự mong đợi của chúng tôi đó ha, nên là nó nhiều cái khổ lắm, từ từ em sẽ biết. Right. How you can choose a journal for submission? Next one. Okay, thank you. Thì thứ nhất là em hỏi supervisor với lại college của em, đồng nghiệp của em với lại cái người hướng dẫn của em. Supervisor là người hướng dẫn, ha. Tụi nó hay dùng chữ supervisor lắm. Thầy hướng dẫn, người hướng dẫn. Thật ra nó dùng cái chữ của tụi nó không phải là hướng dẫn. Cái này nó quan niệm rất rõ nè, nói với tụi em luôn. Cái đề tài nghiên cứu là của tụi em, không phải của tụi nó. Nhấn mạnh chuyện đó, nó chỉ supervise thôi. Nếu như nó giám sát, nó đôn đốc, nó push tụi em ở những cái thời điểm cần thiết thôi. Còn em quá tệ, em đi lạc đường, em lầm lỡ gì đó, nó sẽ kéo em quay lại đúng đường, vậy thôi. Còn tất cả mọi chuyện là em tự làm, cái này là cái quan niệm của tụi nó thì em phải nắm, nếu không thì em làm việc với tụi nó không được. Tức là cái kiểu Việt Nam mình là thầy hướng dẫn là phải trời, phải giúp đỡ tôi, tại sao ông hướng dẫn mà ông không có đọc luận văn của tôi, tại sao ông hướng dẫn mà tôi không có số liệu, ông không chịu kiếm số liệu cho tôi, số liệu tôi có rồi tôi không biết xử lý, ông không chỉ tôi xử lý, tức là rất là passive nha. Còn cái quan niệm của tụi nó là khác, nó chỉ push những cái cần thiết, còn lại là tự xử hết, mà vậy tụi nó mới khác. Rồi college là đồng nghiệp, rồi phải chỉ bài gì đó, tin không thì tùy tụi em. Rồi make sure all co-authors agree. What does it mean? Lỗi lỡ đọc luôn rồi. Next, make sure all co-authors agree. What does it mean? In English, explain it in English. Cái này phải đưa micro xuống, anh quên là nó không có cộng dây. Rồi đem truyền đi, nói cho dễ. Make
actual of how our authors agree. I think it's a mutual that people who will work with you agree your decision about the journal that should be submitted to. Right, thì cái này easy to understand. A paper is not only written by one person. It should be by a lot of people from a lot of institutions, from a lot of expertises, a lot of people. So if you want to submit this paper to a journal, you need to make sure that people agree with that decision. Cái này á, là đem cẩn thận, nó có vấn đề là conflict ở đây. Conflict là gì? Ví dụ tụi em viết một cái bài báo, không phải chỉ có một mình tụi em viết. Trên đời này bây giờ không còn cái khái niệm mà một người viết một bài báo nữa, từ khi tụi em là cái đẳng cấp trên mây luôn. Tức là cỡ những giáo sư lớn á, người ta viết một bài báo một mình người ta đứng thôi. Mà cái bài báo á, nó mang tính cách, nó giống như là position paper luôn á, cái bài báo mà định hình cho cái phát triển của cái chuyên khoa đó luôn á. Mà tụi em chưa tới mức đó đâu. Cho nên một cái bài báo nó sẽ có nhiều tác giả. Nhưng mà ông thì muốn New England Journal, ông thì muốn JAMA, ông thì muốn BMJ, ông thì muốn Lancet. Thì phải thỏa hết những cái chuyện đó. Và chưa kể là có những cái conflict. Ví dụ như là sẵn nói luôn ở đây, ai là tác giả đầu tiên, first author, xong rồi co-first author luôn nữa, rồi ai là corresponding author. Thì first author là người tác giả đứng đầu trong cái bài báo, thường là tác giả chính của cái bài báo, nhưng mà nhiều khi nó dành, tức là không phải nó cho một mình em, thằng áo già này nó cũng muốn first author, bé áo hồng nó cũng muốn first author, bé Hà Nội cũng muốn first author luôn. Đó. Nên là tụi em sẽ dành những chiếc ngao chí chóe. Rồi cuối cùng nó ghét quá, nó cho mỗi đứa một cái dấu sao, tức là cô first author luôn, ba đứa này đồng là first author. Tại sao nó quan trọng? Cái thằng first author là cái thằng được sử dụng cái bài báo đó cho cái chuyện học hành của nó. Còn corresponding author thường là cái ông giáo sư, ông đứng cuối cùng, thì ông sẽ trả lời những cái mà thư từ qua lại với lại tạp chí, và ông được phép sử dụng cái bài báo này để get funding, to get fund, get grant, get money. Ông được sử dụng cái bài báo này để ông xin tiền. Ví dụ như anh học PhD thì first author bài báo là anh, nhưng mà cái người cuối cùng là ông giáo sư hướng dẫn để ông xin tiền cho anh, tại vì anh xin không nổi, cái level anh không tới, hiểu không? Ví dụ như vậy. Rồi. And finally, how to use a journal for submission? Do not careful by submitting more than one journal, because international ethics are standards prohibit for multiple submission. Do not careful by submitting more than one journal. Ở Việt Nam thì không ai biết đâu. Nhưng mà nói in the international environment, people all know about that. Nó biết hết. Cho nên khi mà em đã nhúng chạp rồi thì là đừng hòng mà publish với tụi nó, hiểu không? Là hãy làm việc cho nó trong sạch. Là đừng có cùng một cái bản thảo manuscript mà em send cho 4-5 cái journals khác nhau. Rồi em, cái kiểu của mình mà, người ta quăng đóng mồi xuống cho câu được con cá nào thì ta mừng để đỡ tiết kiệm thời gian. Rồi nó biết hết. Giống như em thi vô nhiều trường đại học vậy đó, rồi em đậu trường nào thì em học trường đó, giống vậy á. Mà không được, cái này tụi nó không có chịu cái chuyện đó ha. Mà tụi nó biết rằng là tụi nó ghét lắm. Rồi, cái này thì không có nói nhiều ở đây ha. Ví dụ như tụi em hay biết về cái impact factor đó. Nói tiếng Việt cho dễ hiểu đi ha. Ví dụ impact factor của cái tạp chí đó vào năm 2013 có nghĩa là sao? Ví dụ nó lấy tổng số những cái bài báo của em đã được trích dẫn trong 2 năm trước, 2011-2012, nó là tử số ha. Nó chia cho tổng số cái bài báo em đã được publish.
tức là được publish, tức là được công bố, nhưng mà người ta có trích dẫn không là chuyện khác. Em hiểu không? Citation tức là người ta trích dẫn, người ta đề cập tới, người ta có bỏ cái nghiên cứu của em vô cái reference của người ta thì là nó khác. Còn em publish một cái bài báo mà không ai thèm đọc, không ai thèm bỏ vô reference của người ta, tài liệu tham khảo á, không ai thèm trích dẫn hết, còn như không. Tức là số mà trích dẫn á là 600 cái citation. Cái mẫu số là nó khoảng 300 cái articles published. Thì nó chia ra thì impact factor là 2. Thì cái impact factor càng cao thì tạp chí nó càng có giá. Rồi, đơn giản vậy thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ nó nhiều cái thông số phức tạp lắm, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà ít ra cái này là cái rất là phổ biến mà người ta biết nha. Rồi. How you read the publishing guidelines for authors? Stick to the publishing guidelines in your manuscript, even in the first draft. Okay, thank you. Tức là cái guideline của người ta đưa ra thì tụi em phải làm cho nó chuẩn nha. Cái này em nói rồi. Even in the first draft, to make sure that you do everything rightly. Rồi. And next one. In the end, it will save your time and save the editor's time. Yeah, save your time. Thật ra cái này là những cái tạp chí mà nó bình thường nó còn hiền nha. Còn tạp chí mà phức tạp là nó reject luôn. Nó không có tốn time với tụi em, chỉ cho mệt, waste of time for reading rubbish. Hiểu không? Nhưng mà những cái tạp chí bình thường nó còn lịch sự, nó nói ví dụ như là em phải justify tranh lệ cho nó đều dần. Cái table này em làm chưa chuẩn, cái figure này em chưa chuẩn. Cái đó là những cái tạp chí nó hiền. Còn những tạp chí nó dữ, nó liếc qua không hỏa là reject luôn, khỏi bàn, mệt. Đó. Next one. Editor and reviewer do not like wasting time on pulling, preparing manuscript. It is a sign of the respect. Đó, tức là pulling, prepare manuscript. Những cái bản thảo mà chuẩn bị quá tệ đi thì là sign of disrespect, là nó cảm thấy nó không tôn trọng nó, hiểu không? Ví dụ editor của New England Journal of Medicine là cái tạp chí danh giá nhất của y học hiện nay, thậm chí nó còn ngang ngửa, thậm chí hơn cả Nature mà in Medicine luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Mà em gửi một cái bản thảo bùi bắp tới là nó ghét, hiểu không? Nó disrespect, nó không thèm, nó reject, xong khỏe luôn, mà nhanh lắm, nó không có ấy. Rồi. I have to say that English is probably the language of science. Yeah. Why? Why English is probably the language of science? Next one. Writing clarity and accuracy. Bỏ tài luôn, khỏi anh đăng. Rồi, tức là anh hỏi tại sao English nó lại là ngôn ngữ của khoa học. Why English is globally the language of science? I think because popular. Huh? It's popular. Popular. Yeah, popular. Okay, agree. Next one. Another reason why English is the language of science. Many people in the world use English as a second language. Yeah, many people use English as a second language. The next one, another reason. Tại sao? Tôi suy nghĩ coi. Tại sao tiếng Anh á, anh dám mạnh dạn viết cái câu như vậy? Why English is globally the language of science? Nó dễ lắm, tụi em đọc cái cách phân tích như nè. Tại sao lại globally? Đó. Rồi tại sao lại language of science? Why? Đó, vậy thôi, trời dễ mà, chỉ cho tụi em cách để suy nghĩ để trả lời. Why English is a global language? Trời ơi, quá dễ luôn. Kệ đứng dậy nói đại đi, nói gì cũng được.
why English is a long global language. Tại sao mua tiếng Anh nó là cái ngôn ngữ toàn cầu? Để nói đại gì đi cũng được, đỡ mất thời gian. Nói đại chắc chắn trúng, anh sẽ sửa cho nó trúng. Yes, of course. Yeah, many organizations are using English. They demand to use English. Ha. Để nói thẳng với tụi em, tại sao đến bây giờ anh nói ví dụ tiếng Trung đi, tiếng Trung Quốc nó không bao giờ thể là cái global language được. Mặc dù Chinese people you see everywhere. Ha. The first reason because English is very easy to learn. Thứ nhất, tiếng Anh là cái tiếng cực kỳ dễ học. Em học tiếng Hoa em chịu không nổi đâu, nói thiệt. Thì các em mình đọc, em nói được chưa chắc em viết được. Cho nên anh nghĩ tiếng Hoa nó không bao giờ cái global language. Còn bây giờ em nói Russian hay là French hay là Spanish, nó chỉ ở một cái level nào đó thôi. Nó không thể nào mà nó integrate rồi nó disseminated in your life like language được hết. Tức là nó lồng ghép vô trong cái cuộc sống của mình nè. À, em nhìn đâu cũng thấy phim, em cũng coi phim Mỹ. Rồi em nghe báo, nghe đài, cũng mấy cái đài viết bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ. Rồi bây giờ các cái thứ đồ đạc, đồ dùng gì, công tắc này nọ, nút kia nó cũng tiếng Mỹ hết. Rồi bạn em nó nói cũng đúng, tất cả các cái tổ chức, ngay cả Liên minh châu Âu, EU, World Health Organization, vân vân, tất cả người ta nói chuyện với nhau đều bằng tiếng Anh hết. Thì cái đó nó mới là soft power, hiểu không? Soft power, cái khái niệm mà quyền lực mềm mà. Đó. Cái thế hệ tụi em nó có cái thuận lợi vậy, thế hệ tụi anh đọc rất tốt, tức là đọc cái gì nó rất là rõ ràng, tiếng Anh đọc ok hết, nhưng mà cái giọng nói không có hay bằng thế hệ tụi em. Tại sao? Hồi xưa không có phim Mỹ coi nhiều, hồi xưa nghe nhạc cũng không có nghe nhạc tiếng Anh nhiều, bây giờ cũng không có xung quanh nhiều người để nói tiếng Anh với nhau. Ngày xưa có thằng nào nói tiếng Anh là nhìn như quái vật vậy đó, sao nó giỏi dữ, hiểu không? Bây giờ tụi em thằng nào nấy cũng giỏi hết, nên là ngồi nói chuyện với nhau nó nhanh. Tối về coi phim Mỹ ha, trước khi ngủ gắn tai nghe vô nghe nhạc tiếng Anh, hỏi làm sao mà cái giọng nói rồi cái kỹ năng nghe tốt. Còn ngày xưa tụi này thì chủ yếu là học với lại ngữ pháp thôi, hiểu không? Nên là cái điểm nghe nó sẽ tụt xuống, điểm nói nó sẽ tụt xuống. Đó là cái thứ nhất tiếng Anh. Cái thứ hai nữa là International Journal, particularly in medicine, are all written and read in English. Tất cả các cái tạp chí uy tín mà về y khoa ở trong cái lĩnh vực y khoa của mình á, nó đều viết bằng tiếng Anh và người ta đọc bằng tiếng Anh hết. Ngoài mà tất cả những cái conference luôn đi nói chuyện, nói chuyện tiếng Anh nữa. Thằng Pháp qua nó cũng CCC gì đó, nó cũng phải tiếng Anh hết. Thằng Trung Quốc thùng thùng sèn sèn gì đó cũng phải tiếng Anh luôn. Ha. Đó. Nào cũng vậy. Cho nên là tụi em chịu khó cái chuyện này. Đó là cái global language luôn, chứ không phải là global language of science đâu. Nha. Rồi ba cái tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc là nó chỉ là xào nấu lại thôi. Nên cho thấy chuyện này, kể cả học hành làm việc cũng như vậy. Cho nên chịu khó giỏi dùm anh cái tiếng Anh đi, thay vì mất thì giờ đi học thêm cho vui tiếng Pháp chẳng hạn, bonjour, je t'aime, comment allez-vous aujourd'hui hay gì đó, thì thôi mất thì giờ đó là chuyện gì ha. Rồi, how you write in English? Next one. Write with clarity and accuracy. Là nó phải rõ và chính xác. Yeah. Em viết nó không có read the word. Trời, anh nói anh ông thầy của anh ông sửa, ông viết những câu rất gọn. It is not readable. Này tao đọc không được. Mày viết tao readable là không đọc được. Hoặc là ông sốc hơn, ông nói anh viết bằng tiếng Anh, ông nói this is not English. Tiếng Anh nó không viết vậy. À, với nhiều lần ông phải kêu anh lại, ông hỏi luôn ý mày là mày muốn cái gì,
mày nói đi, xong rồi mày mày nói nhiều câu đi rồi tao viết trở thành cái câu. Cho nên là em phải viết nó rõ ràng và chính xác để có thể đọc. Rồi, next. Write direct and substance for professional. Rồi, next. One base of information per center sufficient. And next. Avoid multiple statements in one sentence. They are confusing to the reader. Là viết sao mà cho rõ, đừng có gây rối, người ta đọc không có hiểu ha. Với lại càng ngắn, càng trực tiếp vào vấn đề thì nó càng chuyên nghiệp ha. Chứ mình đừng có cà kê ầu ơ dí dầu cái kiểu tiếng Việt của mình á. Ví dụ như em coi đá banh mắc cười lắm. Ví dụ như cầu thủ Việt Nam thấp hơn cầu thủ Nhật Bản ha. Rất là ngắn gọn và direct, rất là short, rất là đi vào vấn đề luôn. Cầu thủ Việt Nam thấp hơn cầu thủ Nhật Bản. Còn cái ông mà commenter á, ông nói gì nè, cầu thủ Việt Nam sở hữu chiều cao khiêm tốn hơn rất nhiều so với cầu thủ Nhật Bản. Đi cho nó mệt vậy, hiểu không? Sở hữu chiều cao khiêm tốn hơn rất nhiều so với cầu thủ Nhật Bản. Thì trong cái văn phong khoa học nó không có cái kiểu đó. Đừng có hẹo hẹo cái kiểu ổng ào ổng hẹo, nó mệt lắm ha. Anh nói ví dụ tiếng Việt cho tụi mình dùng, còn cái tiếng Anh nó viết nó có cái nghệ thuật viết của nó. Thì cái đó nó không nằm trong cái khuôn khổ này. One piece of information per sentence. Thì đối với cái mức độ của mình á, mình biết như vậy là được. Nhưng mà với các cái giáo sư lớn mà đầu ngành của thế giới á, trời, ông viết một cái câu mà em đọc thì em ghiền luôn. Ông viết một cái câu mà em đọc á, nghĩa là em đọc tới đâu nó đã tới đó luôn. Thì em chưa tới cái mức đó mà sau này tôi để ý thì thấy không bớt được một chữ của ổng, không thêm được một chữ của ổng. Ổng viết một câu nó gói gọn 20-30 năm kinh nghiệm của mình trong đó luôn. Không phải đơn giản. Thì cái trình độ của những giáo sư đầu ngành là như vậy. Rồi tránh cái chuyện confuse người ta. Người ta đọc người ta không hiểu gì hết ha. Giống như con mèo bỏ chạy là hệ quả tất yếu của việc bị đuổi cắn bởi con chó. Nghe nó mệt không? À không, cái kiểu viết của người Việt mình á, cái lớp ấy anh cũng nói rồi, em chỉ cần nói đơn giản là con chó đuổi bắt cắn con mèo ha. Cái cách của tụi nước ngoài viết là con chó đuổi bắt cắn con mèo. Người Việt mình là con mèo là bỏ chạy là hệ quả tất yếu, nghe ghê không? Những người Việt bị đuổi cắn bởi con chó đổi thành thụ động cũng khiếp không? Thì mình nghĩ như vậy nó là academic gớm. Academic cái kiểu gì nó không có biết cái kiểu vậy đâu ha. Cái tiếng anh nói tiếng Việt để tụi em dễ hiểu cái chỗ này. Nhiều khi mình viết nhiều câu sến xúa nó đọc nó ghét thêm. Rồi, what are the sections in the structure of the medical paper? Next one. The first one is title. Okay, thank you. Next. The second is actors. Okay, next. Keywords. Okay, next. Next is the main text. IMRID. Anh nói là IMRID đó, ha, hôm qua anh có nói rồi. What does IMRID mean? Next one. IMRID mean introduction, methods, result, and discussion. Đó, các cái phần đó là như vậy. Cái cấu trúc chuẩn người ta thành ra cái chữ A hôm qua mình lý là chữ N hay chữ quỷ gì hết. Ha. Đó là gồm có phần giới thiệu, phương pháp, kết quả với bằng luận. Rồi, next one. Conclusion. Next one. Acknowledgement. Next one. Preferences. Next. The final is supplementary data. Supplementary data. Tức là mấy cái mà bọn em cần bổ sung thêm á, ví dụ phụ lục hay là hình ảnh hay là bản thảo số liệu vân vân. Ha. Rồi, em biết những cái này. Rồi, the process of writing. Tức là vậy nè. Một cái sai là cái này, nói cái quan trọng anh nói tiếng Việt cho tụi em nắm. Cái gì quan trọng anh xin phép nói tiếng Việt nha. Cái bài báo nó viết từ trên xuống dưới là như vậy. Nhưng mà cái nghệ thuật viết cái bài báo nó phải viết ngược lại ha. Tức là nó phải đi từ cái dữ liệu trước, xong rồi nó mới ra phương pháp, kết quả, bàn luận. Thật ra kết quả là cái ra trước.
rồi nó mới xoay ngược lại, nó điều chỉnh cái phương pháp với lại thảo luận, rồi cuối cùng mới là tới kết luận. Kết luận xong, khi mà nó cần join được toàn bộ cái bài báo rồi thì nó mới quay lại, nó viết cái phần intro là cái phần mà mở đầu. Và cuối cùng là khi mà gọt giũa nó biết được nó làm được tới đâu thì cuối cùng nó mới là cái tựa bài báo. Hiểu không? Tức là một trong những cái mà mình dạy á, là mình đi đúng theo cái trình tự của người ta. Sau này thì em học á, thì em viết các cái bài báo nghiên cứu á, mình viết cái tựa, rồi mình giới thiệu, rồi phương pháp, rồi mới tới kết quả. Có kết quả rồi tôi mới bàn luận, tôi mới kết luận, rồi tôi mới các thứ. Còn tụi nó, cái tụi mà viết chuyên nghiệp á, nó khôn lắm, nó rất là smart. Nó viết theo cái kiểu là nó có cái kết quả trước, rồi nó mới gọt giũa, nó chỉnh các cái phần cho tất cả các bài báo nó đồng bộ lại. Chứ mình đừng có dạy mà mình đi đúng cái thứ tự đó ha. Nói như vậy. Rồi. Rồi. What does a good title mean? Next one. A good title should contain the fewest possible word and does adequately is the subject content of a paper. Ha, cái này tụi em biết. Và anh cũng biết nói là sao nữa, nên là nó là vậy đó. Mình viết cái chữ mà cho nó vừa vừa ít ít thôi, à, vừa đủ để mô tả cái nội dung của cái bài báo. Rồi, next one. Articles with short, catchy titles and are better cited. Tức là cái tên nó là cái mà nó có những cái keywords mà người ta chụp vô đó, rồi hệ thống máy tính nó chụp vô đó, nó catch được á, nó chụp được những cái từ trong cái tựa bài báo của em thì nó mới đăng được, hiểu không? Còn mình viết một cái chữ mà không giống ai hết thì người ta không có đăng được đó. Ví dụ vậy, cái chữ mà của mình chế ra hả, ví dụ ha, ví dụ như diabetes là tiểu đường, đúng không? Cái đùng cái em hứng lên em ghi là sugar in urine, cái là quá cha luôn, không có cái máy nào mà nó sợ cho kịp nổi theo cái trình độ của em hết á. A description of sugar in urine in Vietnamese people, chết ngắt luôn, cũng không thể nào mà nó xài nổi cái trình độ đó ha. Còn nếu mà diabetes in Vietnamese people thì nó ok, nó biết diabetes. Còn sugar in urine thì bỏ tay rồi ha, nó không ngờ tới luôn, ví dụ vậy. Rồi, abstract. What is the abstract form? Next. Tell readers what you did and the important findings. Okay, next. Advertisement for your article. Okay, thank you. Thật ra đó là hai cái em mà người ta muốn ha. Thứ nhất á, là thật ra đó, mình đọc bài báo á, you will have the paywall. That means you have to pay a sum of money to get the access to the paper. So normally people would read the abstract because we don't have money to pay. An average cost should be from $30 to $50 for a paper. So sometimes people only read the abstract to know about the content. And for your poster, maybe you just read the abstract, I know. But if you can get the full text, you need to read to understand more about the information presented by the authors. Tức là vậy, tất cả các bài báo mà tạp chí nó càng uy tín thì nó sẽ có paywall, là cái tường mà bắt trả tiền á. Một cái bài báo như vậy, từ khi em có cách nào đó thì không biết, nó khoảng 30 đến 50 đô. Nghĩ sao có mấy tờ giấy mà trả 30 đô là cầu 600-700 ngàn của người ta, hiểu không? Thì đâu có nhiều tiền đến như vậy. Mà thường nó chỉ show cái abstract ra thôi. Cái abstract là cái thành phần nó cũng cơ bản như cái IMRAD vậy đó. Thì em đọc sơ, mà anh biết thì em chỉ đọc cái tựa bài báo với cái conclusion là hết rồi, cái kết luận thôi. Tụi này cũng vậy chứ không phải gì hết. Còn thằng nào có tiền thì mình xin nó bài báo. Thì anh biết tụi em làm poster, tụi em cũng sẽ như vậy. Phần lớn là tụi em đọc cái abstract trước,
Đó là những cái rất là precise, concise, rất là short, rất là catchy, rất là easy để hiểu được ha. Thì tụi em bỏ lên cái poster. Rồi sau đó nếu mà có điều kiện hoặc là có cách nào đó mình kiếm được cái full text á, mình sẽ kiếm mấy cái hình hoặc là những cái thông tin mà mình clarify thêm, mình bỏ lên cái poster của mình đó. Còn mai mốt nếu mà tụi em làm cái bài mà critical appraisal á, thì làm ơn làm phước kiếm dùm cái bài nào mà nó free, nó free để còn đào về share cho tụi nó đọc. Thì em lựa cái bài nào mà nó tốn tiền quá thì không có cần thiết, xong rồi lại đổ thừa anh á là đi rồi không bắt học, không bắt kiếm cái bài báo đó về critical. Cái bài báo nó chạc tới 50 đô là cái nhóm hùng tiền lại mới được 1,5 triệu. Đó, mua cái bài báo 15 đứa, mỗi đứa nhiêu tiền đó. Rất là tốn kém với cái mua đuôi này thì không cần thiết. Nói tiêu chí hàng đầu là bài báo nó free, để tụi em download xuống tụi em đọc cái rộng luôn đi. Đừng có lựa những cái bài mà phải tốn tiền, xong rồi thằng nọ bỏ tiền ra, thằng kia không bỏ tiền, rồi quýnh nhau nữa, mệt lắm ha. Rồi, the abstract should be well structured, accurate, specific, clear, can be strongly influenced if your work is considered further. Tức là rất là quan trọng cái chuyện mà abstract. Avoid making keywords too general and too narrow. Nobody will ever search for it. Nãy anh có nói rồi nè. Thật ra vậy nè, tụi này đọc bài báo cũng chỉ đọc abstract là chính. Lý do không có tiền, tụi nó cũng vậy thôi à, không có gì khác đâu. Nhưng mà cái abstract nó thể hiện cái trình độ của tụi em. Ở cái chỗ là em show the most important things of your work in the abstract. Tức là em sẽ show những cái gì quan trọng nhất của em trong cái abstract thì thôi. Ví dụ như là đừng có dùng những cái keyword mà quá rộng, ví dụ drug hay là disease ha, nó rất là rộng, hoặc là những cái chữ mà nó quá hẹp, ví dụ là lymphohistiocytosis chẳng hạn, những cái từ chuyên môn sâu đó thì thôi không nói, người kiếm. Ví dụ như cái vaccine hôm qua mình học Pfizer, nó viết cái tên nhưng mà gớm, nhưng mà nó chảnh tại vì nó là vaccine Pfizer, nó viết vậy đó, mày tìm không tìm ráng chịu à. Cho nên nó biết cái từ mà một dãy số rồi gì chữ gì tùm lum tá lạ đó, thì thật ra cái đó là nó không hay lắm nha. Nhưng mà có thể nó muốn né cái chuyện là nó không muốn nói cái brand name là Pfizer, và nó biết là mình sẽ đi tìm thì mình sẽ biết đó là Pfizer thì thôi. Rồi, how about the introduction? What is it about? Next. Introduction to include background or definition. No. What does it mean? The first sentence. The place to convince reader that you know why your work is relevant. Right. So the place to convince readers that you know why your work is relevant. Để nói anh nghe, tụi em nghe. Cái đẳng cấp mà của một cái người viết bài báo á, là nó nằm ở cái phần intro, nó lại vậy đó. Cho nên rằng là cái phần intro á, là cái phần mà nó đặt vấn đề á, là nó thể hiện cái rank của tụi em, hai cái đẳng cấp của cái người viết á, nó thể hiện cái phần đặt vấn đề. Trời ơi, mấy ông giáo sư không biết cái phần đặt vấn đề nó hay khủng khiếp, nó hay mà nghĩa là không có thể tả nổi được. Đó là giống như anh nói, không biết mà không dư một chữ đố em bỏ được à. Rồi ngay cả anh cóp nguyên cái đoạn của ổng xuống, anh tìm cách anh paraphrase lại, anh thấy nó cũng cạch cỡm vô cùng luôn ha, nó không thể nào hay được như ổng. Mà nó là cái chỗ mà thể hiện cái trình độ của mình. Người ta đọc cái chỗ đặt vấn đề, người ta biết mình như thế nào, cái trình độ lâm sàng của mình, cái trình độ mình đọc, mình hiểu, cái trình độ mình biết được vấn đề như thế nào, nó nằm ở cái phần intro. Cho nên ý anh muốn nhấn mạnh cái thông điệp là gì, tụi em đừng coi thường cái phần intro. À, đó là cái thứ nhất, nó thể hiện cái đẳng cấp của tụi em ở cái phần intro. Còn cái phần inclusion là kết quả nó thể hiện rồi, không thành cái vấn đề. Nhưng mà người ta nhìn đầu tiên ấn tượng là vậy. Thứ hai nữa là mấy cái tụi mà cho tiền á, ví dụ Funder hay là những cái tụi Gates Foundation hay là Likashin Foundation vân vân. Likashin là Lý Gia Thành á, ở bên Hồng Kông á,
ông cũng là một cái cơ quan mà cấp tiền cho đội nghiên cứu rất là dữ, hoặc là Welcome Trust, để em nghe những cái gì mà trust hay là foundation hay là fund hay là grant á, là biết mấy chỗ mà mấy chỗ nó chuyên cho tiền á, nó sẽ đọc cái gì, nó đọc intro, đọc cái phần đặt vấn đề á, để nó biết cái level của cái nhóm nghiên cứu này, của cái người làm nghiên cứu này tới đâu, để mà nó quyết định nó có cho tiền hay không. Nó thấy trời ơi, biết cái phần đặt vấn đề mà thê thảm, câu chữ lùm nhùm mà số liệu thì tầm bậy tầm bạ, số nọ sọt số kia, là nó ghét, nó không có cho tiền đâu. Nên cái phần intro là cái rất là thú vị, có người học cả đời biết mà không xong ha. Tới giờ anh vẫn còn phải học viết cái phần intro. Còn cái phần kết quả thì khi nó ra rồi là người ta biết rồi. Còn intro là cái mà thể hiện đẳng cấp, cái tầm nhìn, cái vision của tụi em. Đó. Thì nói chung là what should the introduction include? Next. Background or definitions of the problem. Right, next. Existing solutions or related data is local or global. Next. Strengths and limitations of up-to-date data. Next. How do you hope to improve or contribute to this? Next. Our objective or questions or hypothesis. Thì cái này thì ra 5 cái chấm, nhưng mà này là những cái cơ bản nhất. Đó. The basic things that should be included in the introduction. First, you need to define the problem. Ví dụ như anh làm diabetes in pregnant women in Ho Chi Minh City đi. Firstly, I have to define what does diabetes mean. How is diabetes diagnosed and treated? Ví dụ như vậy. Là cái đầu tiên em phải định nghĩa vấn đề nó là cái gì. Mặc dù người ta không biết nó là cái gì, mà mình phải định nghĩa. And secondly, the existing database, existing information locally and globally. Là trên toàn cầu người ta nhìn cái vấn đề mà diabetes in pregnant women như thế nào, tại Việt Nam nó như thế nào, đó. Tại bệnh viện Từ Dũ nó như thế nào, đó. Ví dụ như vậy. Có biết bệnh viện Từ Dũ với Hùng Vương không? Đó là hai bệnh viện sản. Đó. Rồi. Xong rồi strength and limitation là cái điểm mạnh, điểm yếu của những cái dữ liệu đó. Xong rồi mới tới được mình. How you can improve it. How you can contribute to those database. Rồi. Và cuối cùng lúc nào cũng vậy. Tức là mình nghiên cứu này được thực hiện nhằm trả lời cho câu hỏi. Đặc điểm đáy tháo đường gì gì đó. Ở phụ nữ có thai là như thế nào. Hypothesis. We hypothesize that diabetes contribute greatly to the complications of pregnancy in Vietnamese women. Ví dụ vậy, hypothesis của tụi em là cái chuyện gì, hypothesis là cái chuyện gì. Thì cái này là cái cách viết cái phần mở đầu ha. Rồi, này tụi bay chưa biết đâu, từ đi. Method. What should the methods include? Next. Okay, next one. Give the names and addresses of equipment or methods used. Okay. So what should be mentioned in the methods? Next. Oh, but this one control group or category. Next. On tech or experiment. Okay, next. Em chuyển qua bên còn hàng tiếp luôn. Next. On the statistics. And finally. Avoid any comments in discussion. Okay, avoid any comments in discussion. Right. Thì cái phần này anh xin phép nói như thế này. Đó là phương pháp. Thì làm như thế này phải tả kỹ ra. Và cái chỗ này là cái chỗ các thầy bắt tìm nhiều nhất nha. Sau này trình khóa luận tốt nghiệp á, thì cái phần phương pháp là cái mà mấy thầy sẽ xoay nhiều nhất. Study design, study setting, study participant, inclusion criteria, exclusion criteria, how you collect the data,
how you analyze the data, how the groups are divided, why do you use the instrument, the tools, how are the patients, how will the patients be recruited, a lot of things. Avoid any comments and discussion, but to some extent it may be some comments and discussion if possible. Ví dụ như, if you want to have a surveillance of learning attitude of medical students at the School of Medicine, National University, Ho Chi Minh City, ví dụ vậy đó, thì anh muốn làm một cái nghiên cứu vậy đi. Nghe kỹ nè, điều tiếp theo nè, a surveillance, anh nói gì cũng khó, a cohort study đi, a cohort study of attitude, knowledge and skills of medical students at the Vietnam National University School of Medicine in Ho Chi Minh City. Nhớ chưa? Rồi. So what is the study design? Next. Review design. No, bây giờ đọc lại nha, cái title study của anh này nè. A cohort study of attitude, knowledge and skills of medical students at the Vietnam National University School of Medicine in Ho Chi Minh City. Right, what is the study design? Cohort. Okay, go on, study. Next one. What is the participant? Student of Vietnam National University School of Medicine, Vietnam National University. Một cái trường tên tiếng Anh nó gọi vậy phải không? National University School of Medicine, đúng không? Ai biết đâu, nói đại vậy đó. Right. What are the categorized should be included? What categorized should be included in this study? Next one. Nãy nói cái tên bài báo rồi, có nghe kịp không? Những cái categorized nào mà should be included in this study? Attitude, knowledge and skill. Okay. Attitude, knowledge and skill. Đúng không? Lúc nào cũng vậy, thái độ, kiến thức xong rồi kỹ năng. Rồi. Rồi vậy thôi, còn những cái mà test hay là statistic thì tùy tụi em để muốn thống kê cái chuyện gì đó. Rồi, ví dụ vậy đó. Rồi. Results. What are the results? Tell me about the results. I mentioned in a medical paper. Next one. A story naturally and easily to understand. Okay, thank you. The results should be a story, a clear story, and an easy to understand story. What should be included in the results? Next one. The follow should be long. The main finding, not all finding, with the remain to objective in introduction session and experiment in meta session. Okay. And next, highlight findings that differ from findings and previous publication and nesthetic findings. Okay. And finally, results of the statistical analysis. Okay. Đó thì cái phần kết quả là có gì sâu ra ha. Nhưng mà nói chung nó như thế này. You should try to put it in paper, in tables, in figures, rather than writing a lot and long sentences. Tức là một cái kiểu của mình là như thế này, mình thích viết thành câu lắm. Ha, viết thành câu, câu dài, nhiều chữ và nhiều số. Mình nghĩ như vậy nó là hay.
Nhưng mà thật ra cái cách mà hiện đại, cái modern á, thay vì bây giờ á, là write short sentence. And you can write in sentences, you put it in the tables or figures. Là nếu mà nhiều số quá, mà em viết nhiều câu, câu dài, câu dở á, thì lại bỏ vô cái bảng nó dòm lẹ hơn. Mà đẹp nhất là em bỏ vô figure là thành cái hình. Đó, rồi. Rồi những cái differ from finding representation results of statistical analysis, các bạn đều biết rồi. Thì cái này là cái muốn nói. Figures and tables are the most efficient ways to present results. Trời, nó có những cái bài báo bây giờ nó tìm đọc nó sướng không thể tả được. Nó không có chữ để đọc luôn á. Ví dụ có những cái slide người ta trình bày không còn chữ để đọc, thậm chí nó quăng cái tấm hình lên thôi, em nhìn thôi là thấy hết tất cả. Tức là bây giờ cái visualization đó rất là quan trọng trong cái khoa học hiện đại à. Rồi đó, em thấy cái Suhanua gì đó, năm 1968, one picture is worth a thousand words. Một cái hình đó nó đáng giá hàng ngàn chữ. Thì anh nói vậy thôi để tụi biết tới thế hệ tụi em là những cái minh họa, những cái hình ảnh, những cái đó nó cực kỳ đẹp rồi à. Không còn cái thời ngày xưa kẻ một cái bảng những cái ô vu xong nhét chữ nhét số vô, đọc cũng lòi mắt nó luôn, không thấy gì hết à. Giờ những cái hình nó hay lắm. Rồi, visualization, plots, I mean figures of graph or charts, a lot of things. How are the uncrowded plots? Next. Three or four data sets of people. Okay, next. Well, selenic scales. Okay, next. Appropriate axis label size. Next. Simple clear to read. And next. Data sets clearly distinguishable. Thì những cái plot bây giờ tụi nó gọi là những cái plot, tức là tụi em vẽ hình, vẽ đồ thị, vẽ biểu đồ, những cái chart, những cái graph, những cái figure, nó nói chung là plot. Cứ biểu tụi em plot lên vậy đó, thì phải hiểu cái cách tụi nó nói là những cái plot. Thì nó có những cái phần mềm mà tụi em vẽ hình rất là đẹp, số liệu của mình ha. Rồi, tránh những cái mà nó quá boring. Rồi, discussion. How is the discussion? Next one. Discussion must be strong to sell your data. Right. And what should we do in the discussion? Next one. Hey, Ash. What should we do? Can you repeat your question? What should we do? What should we write in the discussion? How do your results relate to your original question or objective outlined in the introduction session? Tức là your results, how it is related to the original question or objective. Tức là lúc đầu á, khi mà mình viết cái phần intro á, mình có đặt ra cái câu hỏi với cái giả thuyết, thì bây giờ cái kết quả nghiên cứu của mình á, how it answers the question, how it is related to the original objective. Okay, next one. Do you provide interpretation for each of your results presented? Tức là mình phải có interpretation để giải thích cái kết quả của mình tại sao như vậy. Ha. Ví dụ như là why you are so lazy and get up late in the morning. Thì có cái interpretation cho cái chuyện đó, hiểu không? Rồi. And next. Consistent with or different from what other investigators have reported, why? Tức là những người mà người ta làm cái dữ liệu người ta như vậy, thì ví dụ như mình consistent với người ta, mình giống người ta, hoặc là mình different, mình khác, thì là tại sao lại như vậy? Rồi, and next one. Strength and limitation of your research. Okay. Thì một cái điểm anh nói với tụi em như vậy nè. Mình hay có cái bệnh là mình thích nói cái gì mà strength không à.
strength, advantage hay là vân vân các thứ, những cái gì thuận lợi, những cái điểm mạnh, những cái điểm vui vẻ đó là mình thích nói lắm. Còn những cái bài báo mà nó hay á, nó sẽ thích nhìn vô limitation, những cái khuyết điểm, những cái hạn chế, những cái weakness, những cái limitations thì tụi nó rất là thích. Nó thích cái đó dữ lắm, tức là nó có cái gì đó nó mê dữ lắm. Sau này thì em sẽ có những cái thi đầu vào của các cái chương trình ở nước ngoài. Thì cái này cái kinh nghiệm nó nói với tụi em. Ví dụ nó quăng một cái bài báo ra cho tụi em critical race đi, thì nó sẽ chấm cái khả năng critical race của tụi em đó, để nó quyết định nó cho em học tiến sĩ hay không. Thì một trong những cái sai lầm mà mình hay mắc phải là mình khen cái bài báo nó nhiều quá. Nha, đừng khen bài báo, tụi nó không thích. Thì khi em khen cái bài báo nghĩa là em nó vậy đó, mà nó sẽ rất thích những cái thằng mà chê cái bài báo. Em chê càng nhiều nó càng khoái, nó sẽ càng thích thú, đúng không? Cái bài báo mà nó liền ra, thậm chí nó lấy bài báo của em, của nó viết á, nó quăng ra cho em critical praise luôn. Em chê đã đời luôn, cái nó về nó bắt học trò nó sửa đã đời luôn đó, nó càng khoái nữa. Tức là gì? Cái tinh thần của người ta đó là người ta thích chê. Tại vì chê nó mới lòi ra được những cái khuyết điểm, những cái hạn chế, để mà tụi nó fix những cái chuyện đó. Thì khi mà tụi em đi thi cử học hành cũng vậy, chê là chính nha. Các cái journal club á, hôm qua thì có nói rồi, journal club là nó chê tàn khốc luôn. Tức là tới thằng nào mà không biết chê được là không được đó. Rồi. Rồi cái cuối cùng thì dễ rồi à, how about the results that lead to your discussion? Next one. Do not make statements that go beyond what the reason can support. And next. Do not suddenly introduce new terms or ideas. Suddenly introduce new terms or ideas. Tức là mình làm cái gì nó phải thống nhất từ đầu đến cuối. Mình đừng có hứng chí lên. Rồi mình chế ra một cái thuật ngữ mới rồi nó gây confuse cho người ta, chứ không phải là mình làm đã đời rồi mình làm cái hướng tiếp theo rồi mình quăng cái mới ra thì cũng được, nhưng mà cái cách mình quăng cái khái niệm mới ra nó phải phù hợp ha. Rồi conclusion, how about the conclusion? Next. Do not summarize the paper. Okay, because the abstract is for that purpose, right? And next. Present what you show and what needs from the field. Next. Suggest future study and indicate whether they are annoying. And next. Next. Avoid about assumption about impact. Yeah. Thì cái này xin phép anh nói tiếng Việt nha. Anh đang ngứa ngáy cái chỗ này. Mấy cái trên thì em dễ rồi, em dễ hiểu. Nhưng mà cái cuối em nhấn mạnh những cái lỗi mà sau này em hay mắc. Là người ta rất ghét những cái kiểu mà bold judgment, những cái kiểu mình hay làm. Mình biết kết quả nghiên cứu này đã mở ra một cái triển vọng vô cùng lớn lao trong việc tìm ra phương pháp mới để chữa trị cái bệnh gì đó. Lần đầu tiên được công bố tại gì gì đó à, nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên duy nhất và chưa từng được thực hiện tại đâu đó. Kết quả nghiên cứu này là tên tụi em nổ banh trời luôn, hiểu không? Thì khi đưa ra hội đồng á, hội đồng chấm á, thì người ta sẽ rất là ghét. Mình nói về nước ngoài người Việt cũng ghét. Với lại thì em hay có cái bệnh nữa là bệnh hô khẩu hiệu, bệnh băng rôn. Thì em đi ngoài đường á, thì em thấy mấy cái băng rôn người ta hay căng á, à, một vợ một chồng khỏi sợ sida hay gì đó, hay gì đó, cái gì đó. Thì là thì em hay có cái bệnh đó lắm. Anh nói sơ vậy thì em hiểu nha. Cho nên sau này nếu mà mình làm nghiên cứu á, cái kết quả mình như thế nào mình nói đúng vậy, đừng có nổ nha, đừng có nổ, người ta biết hết á. Và người ta nhìn lại cái kết quả của tụi em, người ta thấy rằng là cái kết quả của tụi em không dính líu gì cái này hết, là tụi em chết à, người ta ghét lắm ha. Rồi reference thì nó có nhiều cái công cụ để tụi em làm tài liệu tham khảo lắm, EndNote, Mendeley này nọ. Nhưng mà nhớ format là format thì đúng ha. Rồi thì cái này là một cái cover letter. Cái này anh không biết nói tiếng Việt nó là cái gì nữa.
Nếu mà theo thầy Nguyễn Văn Tuấn á, thì ông gọi là thư đệ trình. Thư đệ trình tức là em viết xong một cái bài báo, em phải có một cái văn hóa của tụi nó là em phải có một cái cover letter. Việt Nam thì không cần đâu, nhưng mà cover letter thường là một cái ông giáo sư. Tức là không phải cái kiểu như là under the table hay là behind the scene như kiểu của mình, nhưng mà là giống như cái cover letter này là một cái ông giáo sư đầu ngành. Ông sẽ viết cho tụi em giống như một cái là ví dụ cái thằng này nó là gì đó, nó đã viết một cái bài báo về cái chuyện gì ha, cái tựa bài báo là như thế này, thì những cái nghiên cứu mà nó tìm được cái kết quả là như thế này, nó đã cống hiến như thế nào cho cái lĩnh vực vân vân các thứ. Thì thường là những ông giáo sư lớn ông viết cái cover letter giùm tụi em. Còn nếu mà tụi em muốn tự viết cũng được, tụi em show hết những cái chuyện này ha. What should be included in a cover letter? Next. Cover letter include editor's name, when clock. Rồi, next. Tức là định cái thằng editor chút xíu, hiểu không? Tức là tu ông gì đó. The ultimately supreme highest editor gì đó. Rồi, next. Name of the journal to which you are submitting. Rồi, next. Your manuscript title. Cứ tự next luôn đi, anh hỏi next hoài mệt quá ha. Tự nói tới luôn đi. Article title, review research, case study. Submission dash. Brief background of your study and the research questions you sought to answer. Brief overview of a methodology used. Principal finding and because important to scientific community. How your research advanced our understanding of corresponding author contact information. Statement that your paper has not been previously published and is not currently under consideration by another journal, and that all authors have approved of and have agreed to submit the manuscript to this journal. Đó, thì cái phần này là như vậy, cover letter. So the editor of a journal will read the cover letter first and have a look, skim and scan through your paper to know, to have an idea about what it is about. And they may have their decision at very first sight, particularly for prestigious journal. Tức là những cái tạp chí mà uy tín á, những cái thằng xịn mà chảnh mà có giá đó, nó sẽ đọc cái cover letter này trước, xong rồi nó lướt qua cái bài báo của tụi em rồi nó quyết định luôn. À, có khi nó cũng không đọc kỹ đâu. Cho nên cái cover letter này là một cái mà nó giống như là, nói chung là bôi trơn cho bài báo của tụi em á nha. Cho nên cái này nó cũng là một cái văn hóa, nên cần phải biết cái chuyện này ha. Đó. Rồi, tài liệu tham khảo của cái này. Rồi, cho em nghỉ chút xíu. À, bây giờ anh nhờ lớp trưởng em coi giùm anh coi cái file Word mà hướng dẫn.